Xin chào các bác, hôm nay em xin gửi đến cho mọi người cùng xem và thưởng lãm ba cái quả nậm. Thì ba cái quả nậm này nó rất là giá trị mà nó rất là cao tuổi luôn nha mọi người. Cái thứ nhất là nó là một trong những cái cổ vật của thế kỷ thứ 18. Nó là đồ bình dân thôi. Nhưng mà đây là cái cổ vật rất là sâu tuổi, rất là cao tuổi, nó là cổ vật cái nậm. Người ta hay gọi là nậm phố. Đấy, thì những cái nậm này thì nó là một trong những cái món đồ mà chúng ta hay vào những nhà địa chủ, những nhà mà có điều kiện xưa, chúng ta hay thấy những cái cổ vật như thế này đó. Và em cũng xin gửi cho các bác cùng xem. Thì đây là một cái nậm, trước tiên là đây là cái nậm mai cài thọ. Thì em cũng xin nói sơ qua về cái ý nghĩa. Thì mai là biểu tượng cho cái gọi là cái biểu tượng cho cái ý nghĩa là tươi mới, về cái nói chung là biểu tượng cho xuân về. Thì mai thì nở vào tiết trời mùa xuân. Thì muốn nói lên cho cái gia chủ là về cái tích là luôn luôn tươi mới, luôn luôn cái thời tiết đúng như là mùa xuân. Và cái chữ thọ này đi kèm, cái chữ thọ đi kèm này á, là nó biểu tượng cho cái sự trường tồn và vĩnh viễn và bền bỉ. Và nói chung là kết hợp giữa hai cái, nó luôn luôn muốn thể hiện và chúc xuân, chúc Tết cho gia chủ là luôn luôn bền bỉ và thọ và trường tồn và mãi mãi. Đấy, thì riêng cái quả nậm mai cài thọ mà tròn tròn như thế này á, thì em cũng xin nói thêm, trên thị trường Việt Nam rất là ít gặp những cái loại hình như thế này. Bởi vì chúng ta hay thấy những cái quả nậm như là phải nậm sơn thủy như thế này thôi. Đó, thì chúng ta có thể hay gặp thôi. Nhưng mà riêng những cái quả nậm mà vẽ tích mai cài thọ như thế này thì trên thị trường Việt Nam rất là hiếm gặp. Mà có chăng thì nó chỉ nằm ở trong những nhà sưu tầm lớn thôi, chứ nó không có lưu lạc ở bên ngoài. Đó, thì đó là cái mà em muốn nói về cái độ quý giá và độ hiếm của món đồ, để cho các bác hình dung. Đó, thì cái đây là cái bàn chôn. Thì người xưa nha, người ta hay có một cái đánh dấu món đồ nó rất là hay. Có nghĩa là người ta hay ở đất Bình Định quê em á, là người ta hay lấy những cái viên gạch hoặc là những viên ngói màu đỏ rồi đó, người ta đánh dấu vào. Đánh dấu vào như thế này để mà không bị lưu lạc, tránh thất thoát lưu lạc. Đó, thì cái tình trạng thì qua thời gian năm tháng này nó có những cái vết vẩy như thế này thôi, nó có vết vẩy như thế này đó, vết vẩy men như thế này. Thì ngoài ra thì những nói chung là nó, ngoài ra thì không bị gì cả, những cái khờm ở cái vành viền chôn thôi. Nó bị khờm ở cái viền chôn như thế này thôi. Đó, nó khờm ở giống như bị hạt gạo như vậy. Bị hạt gạo vẩy 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 nhẹ hạt gạo như thế như vậy thôi. Còn ngoài ra là lành tít tít hết, còn không bị ảnh hưởng gì cả. Đấy, thì nó rất là đẹp luôn. Cổ vuốt thẳng. Thì trong những cái phân biệt những cái dòng đồ mà đồ mà làm kỹ thuật cao, trong những dòng đồ nậm á, mà cái người thợ làm tốt á, thì người ta hay vuốt cái quả nậm nó thẳng đuột như thế này. Đấy, vẽ chữ thọ này rất là hiếm gặp luôn. Đó, và tiếp tới là đây là một cái quả nậm vẽ tích tam hữu, vẽ cúc, vẽ hoa cúc. Đấy, thì cái đây là vẽ hoa cúc. Đó, hoa, cái đây là vẽ hoa cúc này, hoa mai này. Đấy, và nó vẽ ở dưới đây là hoa sen. Đấy, hoa sen nha, hoa sen ở bên này. Đấy, đây là nhánh hoa sen, đây hoa cúc và hoa mai. Ba loại hoa này tượng trưng cho ba người quân tử chịu thương chịu khó và trong sáng và thanh bạch. Đấy, thì cái nậm này thì nó có một cái vết khờm ở bên dưới men như thế này thôi. Đấy, thì cái trên miệng thì nó có mài sơ miệng như thế này. Đó,
Thì còn ngoài ra là lành hết, không 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 có một cái vấn đề gì cả. Đó, vẽ rất là chỉnh chu luôn. Nếu như mà các bác mua lẻ thì em cũng vẫn bán lẻ cho các bác từng chiếc để nó phù hợp với cái tài chính của từng người. Đó. Nhưng mà nếu mà mua nguyên ba cái thì nó em nghĩ nó sẽ giá nó hợp lý hơn để mà chúng ta có thể sưu tầm. Đó, và đây là một cái nậm sơn thủy. Cổ nó có thể nó hơi 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 lê lê ra chút xíu, có nghĩa là nó hơi thẳng lên đó. Thì tình trạng thì bên trong miệng nó có cái vết vết khờm và cái vết rạn men nhẹ ở bên trong thôi, nhưng mà nó không có ra ngoài đấy. Nó bị về rạn nhẹ bên trong, nó vẽ sơn thủy này, cảnh rất là đẹp này đó, đồ bình dân thôi đấy. Ở đây là cái chôn này, cái chôn đồ đồ tàu đồ nhà Thanh này, đồ đây đồ nó rất là già tuổi luôn. Đó, cái chiều cao những cái món đồ này thì nó cũng cũng cỡ khoảng tầm 17 18 phân gì đó đấy. Thì bác nào mà mình có cái nhu cầu thì cứ kết nối gọi điện trực tiếp với em để mà em trao duyên gửi đến cho mọi người, và có kèm theo cái giấy bảo hành như thế này đấy, cho ba món, hoặc là mua lẻ từng món em cũng vẫn gửi về đấy. Thì đối với em thì luôn luôn tạo cho các bác một cái môi trường cổ vật đàng hoàng, chính quy và tử tế để mà các bác có thể mình mua được những cái món đồ cổ chuẩn chỉ, an toàn và nó đúng tuổi cổ vật đó. Thì các bác nên 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 nếu như mà có một cái nhã ý mà muốn sưu tầm thì cứ gọi điện trực tiếp với em, hoặc là kết nối Zalo với em để mà em trao duyên gửi về tặng nhà cho các bác, để các bác an tâm mà sở hữu những cổ vật đẹp và chính quy như thế này. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái clip sau.